ông biết rằng em đang giận, em đang khóc, em đang buồn, thậm chí đến mức mà đêm không ngủ được. Nhưng anh ta cũng không hề có ý định an ủi em, thậm chí còn cho rằng em thật là vô lý. Sang ngày hôm sau thì anh ta vẫn nói chuyện với em một cách bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra. Một người đàn ông như vậy thì có nghĩa là anh ta chỉ muốn bên cạnh em những lúc vui vẻ, tận hưởng. Lui lại hai, không có thấy hai được. Lui lại vô trong á hai. Đúng rồi, hai vô trong á. Đây, vô chỗ anh hai kìa nè. Đây, vô chỗ anh hai kìa. Rồi, rồi, đứng đó nhảy đi. Đừng có ra vào đây không có thấy. À, nhảy vô bên hai đi hả hai. Đi. Thứ bảy ăn chất chi tất chi tật tha. Bẻ đầu ở này, bẻ đầu ở đây. Làm đây, làm đây. Dạ. À, con làm với anh hai đại xíu mà đập. Con làm đi. Ôi trời, là nó giỏi, là bờ phai ba. Rồi làm với anh hai đi, làm với anh hai đi. Làm với anh hai đi. Làm đi, đập với anh hai kìa. Bé làm cho mẹ coi. Nào làm đi, làm với anh hai coi. Ôi trời ơi, xỉu luôn hả? Làm giúp anh hai đây. Trời ơi, nó giỏi. Ôi trời, xỉu luôn. Ôi trời, xỉu luôn.